Điểm mở cho đội tuyển ra sân Tây 1-0. Lỗi cắt bóng chồng vạch của đội tuyển ra sân Tây đổi điểm cho Tân Sơn 1-0. Điểm đổi cho đội tuyển ra sân Tây 2-1. Điểm cho Tân Sơn 6-1.
Thank you.
đội điểm cho đội tuyển Giang Sơn Tây 14-11. Đội điểm điểm 15-11. Kết thúc trận thi đấu thứ ba đội tuyển Giang Sơn Tây thắng.